Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng quân đội đã nổ mìn phá thành công khối đá lớn 300 tấn trên đỉnh núi Chực Chờ rơi xuống nhà dân tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Dưới tác động của các đợt mưa lũ và thay đổi về nhiệt độ và thời tiết, thì từ cuối tháng 9, tại khu vực này xuất hiện một vị trí rạn nứt lớn, có nguy cơ cao bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân và giao thông trên tỉnh lộ 562. Đến 12 giờ trưa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán 157 hộ dân với khoảng 750 nhân khẩu. Vào lúc 13 giờ 7 phút, lực lượng công binh đã tiến hành phá nổ khối đá, sau đó tiến hành dọn dẹp hiện trường, nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường.